Nghe lời trân trọng kính chào quý khán giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, rồi trước mắt một tù thân bé bỏng, ngón tay nào gõ nhịp xuống tường trên, rồi nhắm mắt ta đi vào cõi mộng như sương mai ánh chớp mây chiều. Dân, đó là những câu thơ của thầy Tuệ Sĩ, một bậc chân tu đại lão hòa thượng. Thầy đã tận mấy trời lang thang khắp cõi hư không rồi. Trưởng lão hòa thượng Thích Tuệ Sĩ, thế danh Phạm Văn Thương, sinh ngày 5 tháng 4 năm 1945, tuy nhiên trong giấy khai sinh ghi là ngày 15 tháng 2 1945, tại tỉnh Bắc Xê, Lào. Gia đình hòa thượng có quê quán tại Quảng Bình, Việt Nam. Ông là chánh thư ký kim sĩ lý thường vụ Viện Tăng Thống do Phật giáo Việt Nam thống nhất, đã viên tịch lúc 16 giờ ngày 24 tháng 11 năm 2023, nhằm ngày 12 tháng 10 Quý Mão. Hòa thượng là cố vấn của Hội đồng Hoằng Pháp do Hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch tại chùa Phật Ân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Nhắc lại, đầu năm 1978, Đại đức Tuệ Sĩ bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam với tội danh là cư trú bất hợp pháp. Thầy bị nhà cầm quyền bỏ tù hơn 3 năm. Thầy bị bắt giam lần 2, ngày 1 tháng 4 năm 1984. Nhà cầm quyền Việt Nam bố ráp nhiều cơ sở Phật giáo, bắt Đại đức Tuệ Sĩ, Đại đức Trí Siêu, tức là giáo sư Lê Bình Tháp, cùng nhiều vị tăng ni khác với những cáo buộc là các tăng ni hoạt động lật đổ chính quyền. Ngày 1 tháng 10 1988, tòa án cộng sản tuyên án tử hình hai đại đức Tuệ Sĩ và Trí Siêu và những án tù nhiều năm với các vị tăng ni khác. Sau những cuộc vận động và áp lực từ các tổ chức Phật giáo, cộng đồng tại hải ngoại và các tổ chức nhân quyền quốc tế như Amnesty International, thì vào tháng 11 năm 1988, nhà nước Việt Nam đã giảm bản án tử hình của hai đại đức Tuệ Sĩ và Trí Siêu thành án tù 20 năm. Ngày 1 tháng 9 năm 1998, đại đức Tuệ Sĩ được thả tự do từ trại Bà Sao, Nam Hà sau 14 năm bị giam giữ. Kính thưa quý vị, ở thời đại công nghệ 4.0, thầy Tuệ Sĩ vẫn là bậc chân tu không sử dụng mạng xã hội, không có kênh thuyết pháp, không tổ chức các diễn đàn giao lưu với công chúng Phật tử. Vậy mà trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, Ngài đã tận tụy cống hiến công đức xứng đáng của mình cho, thứ nhất là việc giáo dục và đào tạo nhiều thế hệ tăng ni và cư sĩ trong và ngoài nước. Thứ hai là cái việc phiên dịch, luận giải và chú thích nhiều kinh, luật và luận thuộc về Thanh Văn và Bồ Tát Tạng. Thứ ba là việc nghiên cứu và sáng tác nhiều tác phẩm rất giá trị về tư tưởng triết lý Phật học và văn chương tiên phú. Tin thầy Tuệ Sĩ viên tịch lập tức tràn lan trên mạng xã hội, không biết bao nhiêu bài viết bày tỏ niềm tiếc thương và kính trọng thầy. Dù tầm ghi nhận trí tuệ trác tuyệt của một bậc chân tu hiếm có, được nhiều bạn bè trên thế giới ngưỡng mộ, thế nhưng báo chí chính thống của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã không hề nhắc đến thầy trong mấy chục năm trời. Báo Tuổi Trẻ là tờ báo duy nhất đăng tin là hòa thượng Thích Tuệ Sĩ viên tịch tại chùa Phật Ân, nhưng lại không hề nhắc đến quan điểm chính trị, không hề nhắc về bản tử hình mà cộng sản Việt Nam đã tuyên phạt thầy cùng những năm tháng tù đày nghiệt ngã mà thầy đã phải trả giá vì đã dấn thân đấu tranh bảo vệ đạo lý dân tộc và chánh pháp. Nhưng thầy đã biết, thưa quý vị, ở Việt Nam dưới thể chế cộng sản hiện có hai giáo hội, đó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Giáo hội Phật giáo thứ hai này đã không được chính quyền thừa nhận chính thức và luôn chịu nhiều áp lực suốt từ sau 1975 đến nay. Thầy Tuệ Sĩ là người thuộc giáo hội này. Thầy là một tu sĩ Phật giáo, là người có kiến văn quảng bác cả về tư tưởng Đông Phương lẫn triết học và văn hóa Tây Phương. Thầy là một trí tuệ lớn, đã nối tiếp Hòa Thượng Thích Quảng Độ lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cho đến khi viên tịch vào ngày 24 tháng 11 2003. Trước 1975, lúc mới 25 tuổi,
thì thầy đã là giáo sư đại học Giang Hạnh lừng lẫy ở miền Nam. Năm 1988, thầy bị kết án tử hình với cáo buộc là âm mưu lật đổ chính quyền. Vâng, thưa quý vị, thầy đã được thả trong tư thế bất khuất, tuyệt thực và không xin ân xá hay đề nghị. Đại lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ đã từng viết như vậy: nếu trong một nước có nhiều người theo đạo Phật mà nhân dân nước ấy không an lạc, xã hội không trật tự an ninh, đại bộ phận dân chúng còn sống trong nghèo khó, thế thì ở đó không thể gọi là đạo Phật hưng thịnh. Thầy Tuệ Sĩ đã kết thúc vai trò lịch sử của mình rồi. Đó là một quy luật của đời thường, và cũng theo quan điểm của Đức Phật Thích Ca, Ngài đã dạy rằng chúng sanh như ngọn lửa, chợt sáng, chợt tắt. Người nào đến niết bàn thì mới chấm dứt. Do đó, dù chỉ sống một khoảnh khắc mà chứng niết bàn thì còn hơn là sống trăm năm mà không thấy niết bàn. Gửi cho tăng sinh Thừa Thiên Huế, thầy Thích Tuệ Sĩ đã từng viết: người xuất gia khi có bước ra đi là hướng đến phương trời cao rộng, tâm tính và hình hài không theo thế tục, không buông mình chiều theo mọi giá trị hư dối của thế gian, không cúi đầu khuất phục trước mọi cường quyền bạo lực. Một chút phù danh, một chút thế lợi, một chút an nhàn tự tại, đấy chỉ là những giá trị nhỏ bé tầm thường và giả ngụy mà ngay người đời nhiều kẻ còn dứt bỏ không tiếc nuối để giữ trọn danh tiếng. Chớ khoa trương để bảo vệ chánh pháp, mà thực tế chỉ là ôm giữ chùa tháp để làm chỗ ẩn núp cho ma dương, là nơi tụ hội của cặn bã xã hội. Chớ có hô hào truyền pháp giảng kinh, thực chất là mượn lời kinh Phật để xu nịnh vua quan, cầu xin một chút ân huệ dư thừa của thế tục, mua danh bán chức. Nhà giáo Thái Hào nghĩ về thầy Tuệ Sĩ, ông đã viết: với tôi, thầy Tuệ Sĩ trước hết và quan trọng nhất là một hình mẫu lý tưởng về người trí thức hiện đại. Nếu chỉ biết đến thầy như một nhà tu hành thì có lẽ sẽ là một điều khiếm khuyết. Bằng tài năng, trí tuệ, nhân cách và thái độ dấn thân ngã nguyện vô cùng, thầy đã thể hiện một chân dung toàn vẹn của người tu sĩ Phật giáo chân chính, bên cạnh hình ảnh, trí thức và thái độ một công dân nặng trĩu trách nhiệm với xã hội, đất nước và dân tộc. Hình ảnh của thầy trái ngược hẳn với những kẻ đang ôm giữ chùa tháp, liên minh và quỳ sụp dưới chân quyền lực thế tục để mưu lợi tầm thường và đáng hổ thẹn, đang nhan nhản trong thời buổi này. Chuẩn bị ra đi, điều 5 trong di chúc của thầy đã viết: nhục thân đưa đi quả táng, tro bụi nhục thân đem rải ra Thái Bình Dương để được tan theo biển, bốc thành mây trời, lang thang khắp cõi hư không. Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng, hư không hữu tận. Vâng, ngã nguyện vô cùng và tang lễ thầy Thích Tuệ Sĩ đã diễn ra theo Facebook Tuấn Khanh ghi lại như sau: buổi tối ngày 4 tháng 11, không khí trong chùa đã bắt đầu xôn xao đón những người khách đầu tiên đến chờ viếng. Những người thân quen của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ tề tụ chung quanh ngài thảo luận về công việc cho ngày mai, lễ nhập kim quang, lễ giác lên an vị, thọ tang, vân vân. Nhiều gia đình Phật tử từ Bình Thuận, Huế, Nha Trang, Đồng Nai bắt đầu tập hợp những công việc từ các huynh trưởng gia đình Phật tử Khánh Ân, tức là nhóm sinh hoạt ngay tại chùa Phật Ân. Ở ngoài cổng và trong chùa đã xuất hiện các an ninh mặc thường phục tới lui, nhìn ngó và thỉnh thoảng lấy máy ra chụp hình, quay phim. Trước nay thì những chuyện như vậy thường gây khó chịu và căng thẳng, nhưng giờ thì mọi thứ đã trở nên bình thường và mọi người cũng học cách đi lại và không quan tâm những người như vậy, ngoại trừ như trường hợp bất thường cần phải can thiệp. 25 tháng 11, có đường bên ngoài chùa Phật Ân đã đầy các xe 4, 7, 16 chỗ từ các nơi đổ về. Có đường khu 14 An Phước, Long Thành, Đồng Nai,
trước chùa, biếu sư nơi vắng lặng. Nay chợt đông đúc bất thường, nhiều người qua lại. Sáng sớm gần 7 giờ, phái đoàn đầu tiên trịnh trọng xuất hiện là của Hòa Thượng Thích Chân Quang, một nhân vật nổi tiếng của Phật giáo nhà nước. Một vị sư trẻ kể lại, phái đoàn xin gặp thầy trụ trì Thích Minh Tâm, nhưng bị từ chối vì đang lo chuẩn bị lễ. Nhưng theo mô tả, các tang lễ các dịp trọng đại của giáo hội Phật giáo thống nhất, các tăng ni hay phái đoàn của Phật giáo nhà nước vẫn hay xuất hiện đòi đứng chung ban tổ chức. Mục đích là tạo hình ảnh lẫn lộn, khó phân biệt đâu là giáo hội nhà nước, đâu là giáo hội độc lập. Nhưng với các vị cao tăng của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thì cách thức này quá dễ đối phó. Dù mặc áo gì, danh như thế nào, họ cũng được tiếp đón như khách. Sự kiện Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ Diên Tịnh trở thành tin tức lớn nhất của những ngày cuối tháng 11 của cả nước. Thế nhưng chỉ có báo Tuổi Trẻ, Một Thế Giới và báo Giác Ngộ của giáo hội nhà nước đưa tin. Đáng chú ý là trong cách đưa tin của báo Giác Ngộ là cái kiểu ăn theo hết sức trơ trẽn và cố ý, chỉ đưa tên của Hòa Thượng Thích Phước Trí, nguyên là Phó Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Nhà nước, một cách lập lờ với đại chúng, như kiểu Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ là người của Giáo hội Nhà nước. Trên thực tế là ngay khi đau yếu, Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ đã tính toán việc đám tang có thể bị gây khó, cho nên chọn Hòa Thượng Thích Phước Trí làm chủ nghi lễ để nhằm hóa giải mọi chuyện. Bài viết trên báo Giác Ngộ ký tên nặc danh là Nhóm Phóng Viên đã không dám nhắc gì đến các vị cao tăng khác có mặt, vốn là người của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, và cũng lờ đi cái thời gian tù tội và cả án tử hình đã áp vào thầy Tuệ Sĩ. Ăn theo, thao túng và mưu tính đồng hóa giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vào hệ thống tăng ni nhà nước đã là một việc đáng xấu hổ của những người mặc áo cà sa xưng là Phật. Còn nhớ đám tang của đệ ngũ Tam Thống Tứ Bồ Đề vào năm 2020, Hòa Thượng Thích Thanh Phong trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm Sài Gòn cùng những số đệ tử trà trộn vào chùa Từ Hiếu, mưu tính cướp tro cốt đem đi về thờ trong hệ thống chùa nhà nước nhằm đồng hóa hình ảnh giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Chuyện giải ra gay gắt với sự phản đối của Hòa Thượng Thích Nguyên Lý trụ trì chùa Từ Hiếu về chúng ta, nên âm mưu bất thành. Gần 8 giờ sáng ngày 15 tháng 11, một phái đoàn của bên an ninh, ban tôn giáo, chính quyền địa phương đã tìm thầy Thích Minh Tâm trụ trì chùa Phật Ân đòi tháo tấm biểu ngữ ở trong điện thờ và tất cả những gì có ghi danh tính của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ với hàng chữ là chánh thư ký kiêm xử lý thường vụ viện tăng thống giáo Phật giáo Việt Nam thống nhất. Tên của một giáo hội đền thành từ năm 1964, hiện nay bỗng trở thành nhạy cảm ghê gớm. Báo Giác Ngộ với nhóm phóng viên viết bài quay hình theo dõi sự kiện đến 4-5 người cũng hoàn toàn như không biết gì về chuyện này. Dĩ nhiên là việc đòi đó không được đáp ứng. Một tăng sĩ kể lại là khi phái đoàn của nhà nước bị đặt hỏi là tại sao, thì đã có người nói giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là một tổ chức không được công nhận. Câu trả lời dứt khoát của các thầy ở chùa Phật Ân là khi nào giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất có văn bản đặt ra ngoài vòng pháp luật, chúng tôi sẽ bàn thảo về chuyện này. Và lúc 12 giờ đúng ngọ, lễ nhập kim quang bắt đầu. Mọi chuyện diễn ra trang nghiêm và không ồn ào, bởi đã loại bỏ các hình thức phóng thanh. Sân chùa Phật Ân đầy người đến dự lễ. Nhìn quy củ vàng ngàn lớp lớp tăng ni, các gia đình Phật tử, tín đồ lẫn với mộ tín, khó ai tưởng được đây là một nghi lễ của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đang trải qua vô cùng những khó khăn kể từ khi nhà nước dựng lên giáo hội mới nằm trong mặt trận Tổ quốc từ năm 1981.
sự có mặt đông đảo các thành phần tham dự, các lứa tuổi, từ những cụ già cho đến những thiếu nhi, thật sự đem lại một cảm giác lạ lùng và xúc động. Đây là lúc các nhân viên nên xuất hiện dày đặc hơn. Ngoài cửa có thêm xe cảnh sát giao thông, dân quân địa phương, những chiếc máy quay liên tục chĩa vào người và sự kiện. Một thành viên nữ thuộc ban truyền thông của gia đình Phật tử kể, cô bị một nhân viên an ninh đến yêu cầu giao nộp những gì cô đã quay chụp. Tại sao? Cô này kể là đã hỏi dứt khoát và bỏ đi, không quay nhìn lại. Thầy Thích Nguyên Lý chưa khỏe lại sau vụ đụng xe lạ lùng. Sau lễ, ngài đã phải về sớm để làm lễ ở chùa quận 8 Sài Gòn. Thầy kể khi ra cửa, gặp ngay một sĩ quan an ninh của thành phố Hồ Chí Minh đang đi vào. Sao trưởng Đồng Nai mà có ăn Sài Gòn cũng phải chạy xuống đây vậy? Thầy cười hỏi. Công việc phải vậy mà thầy, chứ công an đáp. Hôm nay không có gì đâu, mai mốt có đại hội, tôi báo cho. Thầy Thích Nguyên Lý vừa cười vừa nói. Chắc không có đại hội được đâu, vì công an đáp nhanh. Hóa ra, theo nhận định của thầy Thích Thiện Minh, phía công an căng thẳng là vì dự đoán có thể trong tang lễ của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, các thầy lớn ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam thứ nhất tụ về, thì sẽ có việc tiến hành bầu Đệ Lục Tăng Thống, người lãnh đạo mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Nhưng ngay cái việc này, nó cũng không nằm ngoài dự đoán của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ lúc sinh thời. Sống chết là lẽ tự nhiên của đời người. Với bậc chân tu như thầy Tuệ Sĩ, cái chết có lẽ chỉ cho việc thả mình vào giấc ngủ bình yên, đến đi như hơi thở. Tuy nhiên có lẽ, đối với Phật giáo và văn hóa tinh thần Việt Nam, sự ra đi của thầy là một mất mát sẽ để lại khoảng trống lớn không gì bù đắp được. Vâng, kính thưa quý vị, sống chết là lẽ tự nhiên của đời người. Với bậc chân tu như thầy Tuệ Sĩ, cái chết có lẽ chỉ như là việc thả mình vào một giấc ngủ bình yên, đến đi như hơi thở. Tuy nhiên có lẽ đối với Phật giáo và văn hóa tinh thần Việt Nam, cái sự ra đi của thầy sẽ là một mất mát để lại khoảng trống lớn không gì bù đắp được. Facebook Võ Hồng Ly đã viết: trong số những người đã trao đổi với tôi, có cả những bạn trẻ sinh ra trong chế độ xã hội chủ nghĩa và họ không hề biết gì về thầy Tuệ Sĩ cho đến hôm qua. Họ từ ngạc nhiên chuyển sang tò mò và tìm đọc các bài viết về thầy, vì họ không hiểu. Không hiểu là tại sao ông sư già nhỏ thó vô danh ở trong mặt kép là có thể được yêu mến, tiếc thương và ngưỡng phục, gây chấn động ở trên mạng xã hội như vậy. Một số bạn còn xuất xoa và tiếc nuối vì đã không biết về thầy sớm hơn. Hữu xạ tự nhiên hương là vậy, dù là viên tịch, thầy vẫn còn lan tỏa được đạo lý dân tộc và chánh pháp trong cách rất tự nhiên như thế. Với cá nhân tôi, thầy Tuệ Sĩ không chỉ là một trong những bậc chân tu trí tuệ đầy phẩm hạnh, luôn kiểm cung nhiều kiến thức nguyên bác thâm sâu nhất trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, mà thầy còn là một con người, là một người con yêu nước, suốt đời tận tụy cống hiến cho quê hương và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đạo lý và chánh pháp. Thầy chính là nguyên khí của quốc gia và dân tộc Việt Nam. Sẽ còn phải bao nhiêu thế hệ nữa, dân tộc Việt mới có được một bậc chân tu lỗi lạc như thầy chứ? Đó là câu hỏi luôn khiến tôi xuống sang và thao thức từ sâu thẳm tâm can. Giờ đây đôi mắt tinh anh của thầy đã khép lại. Những mong kho tàng kiến thức của cả một đời thầy cống hiến có thể giúp mở ra cho hậu thế một con đường chánh đạo với ước vọng nuôi dưỡng và gìn giữ cho đạo lý dân tộc Việt mãi mãi được trường tồn. Xin thành tâm cung kính tiễn đưa người.